thực ra thì trong cái buổi showcase này em cũng đã có mời bạn ấy, nhưng mà hình như là bạn ấy bận quá nên chỉ xin thôi chưa trả lời. Nhưng mà em nghĩ là nơi phương xa ấy thì bạn ấy cũng sẽ cổ vũ và ủng hộ cho em thôi. Đó là em nghĩ là mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tại vì đôi khi bạn ấy cũng quá nhiều việc nên là sẽ không đến được. Bọn em vẫn giữ tinh thần là tôn trọng và ủng hộ cho nhau. Cảm ơn chị. Cảm ơn Kim.